Ngươi chính là Ngải Phong? Ta không phải Ngải Phong. Hả? Ngải Phong ở đâu? À, Ngải Phong đang ở trong nhà lao trải nghiệm cuộc sống. Trời xanh ơi, đất mẹ ơi, không công bằng. Trong đại la mà cũng phân chia cấp bậc. Đại ca, đừng ngôn, đừng ngôn. Ta chia cho ngươi. Ngồi đi, ngồi đi. Lão đệ, thế này không phù hợp lắm. Ta chỉ nói vậy thôi. Giả dờ thì sao đúng không? Hả? Ta ăn ngán rồi. Ăn đi, ăn đi. Đại ca, sao lại vào đây? Ta là huyện lệnh mới của huyện Cao Nhai. Bọn họ cứ nói ta là giả mạo, sau đó bị coi là kẻ điên, nhốt vào đây. Đại đương gia mạo danh huyện lệnh đến cứu ta. Người này nói hắn là huyện lệnh. Nếu như là thật, hắn được ra ngoài, đại đương gia sẽ gặp nguy hiểm. Lão đệ, lão đệ, cho ta thêm chút nữa. Không đủ ăn rồi. Ăn xong về đi. Lần sau nhé. Tiểu Lan, ta nói cho ngươi nghe, hôm nay lại có một kẻ điên, cứ nói mình là huyện lệnh mới đến. Đẹp trai không? Không đẹp trai, là một đại thúc lôi thôi. Kẻ điên. Tiểu thư, sao người xuất quỷ nhập thần thế? Nhưng hắn bị bắt rồi, còn kiên quyết nói mình là huyện lệnh. Nói điên nói khùng. Nếu cả hai người đều là giả, chẳng phải ta có thể độc thân cả đời rồi? Không được, chuyện thật giả ta nhất định phải tra rõ. Ai là Ngải Phong? Tiểu đệ đệ, ngươi đến cứu ta phải không? Tiểu đệ đệ gì chứ? Tiểu đệ đệ, mà cứu ta ra ngoài đi. Hôm nay ta không đến để cứu ngươi. Ta không rảnh. Nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ nói ra chuyện ngươi nhìn trộm từ phu nhân tắm. Ác thế sao? Tiểu đệ đệ, ngươi mau đến cứu ta đi. Ngươi còn biết gì nữa? Ngươi trộm nội y của từ phu nhân, giấu ở... Ca ca, nhất định phải giữ bí mật cho ta. Tuyệt đối phải giữ bí mật. Đa tạ. Đa tạ. Chúng ta uống chút đi. Làm chút đi. Ờ, cái này không thể cho ngươi. Vốn dĩ đã không nhiều, thật sự xin lỗi. Ai là Ngải Phong? Ai là Ngải Phong? Ai là Ngải Phong? Gọi ngươi kìa. Chuyện gì đây? Lão đệ, ta nói ngươi, chắc chắn là có hảo hán đến cứu ta rồi. Hảo hán? Ở đây, ở đây, ở đây. Hảo hán, ta, ta là Ngải Phong. Ngươi là Ngải Phong thật sao? Đúng, đúng, đúng. Hảo hán, ngươi, ngươi đến cứu ta đúng không? Đây, đây, đây. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Ha 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 ha.
Quan bộ đầu, đừng đuổi theo nữa. Khương tiểu thư, là ai đang đánh trống vậy? Là ta. Việc này Khương tiểu thư có quan tình gì? Ta không có quan tình. Là ngã đại nhân có quan tình. Sao lại nói thế? Đưa người lên đây. Đại nhân, vì sao ngươi không dám nhìn ta? Hả? Ồ, ta mắc bệnh mắt. Khương tiểu thư, người này có liên quan gì đến ta chứ? Người này nói hắn là huyện lệnh của huyện Cao Nhai. Hả? Vậy không phải mạo danh đại nhân sao? Rõ ràng hắn mạo danh ta. Nhìn qua là biết ngay hắn là sơn tặc. Không thể nói lung tung. Sơn tặc? Không đến mức đó nhỉ? Đúng vậy. Ngươi, tên điên nhà ngươi, ngươi có biết mạo danh bổn quan là tội chết không? Đúng đấy tiểu thư, ta nghe nói Trại Thanh Phong có một nhị đương gia bị nhốt trong nhà lao, kéo ra hỏi có thể chứng minh trong sạch của ngải đại nhân rồi. Ngải đại nhân, quan bộ đầu, dẫn người lên cho ta. Dạ. Anh Hùng, chủ công nhà ta xin mời. Đi. Chờ chút. Chủ công nhà ngươi là ai? Là huyện lệnh đại nhân từng đến gặp ngươi đấy. À. Vậy người nhà. Đi. Đại nhân đã đưa phạm nhân đến. Đại đương gia, là ai đã khiến ngài ra thế này? Ta liều với các ngươi. Cút. Ai là đại đương gia các ngươi? Đại đương gia, ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Ta phải bảo vệ ngài. Nơi này quá nguy hiểm. Buông. Không được, ta phải bảo vệ ngài. Ngươi buông ra cho ta. Chặt thế. Buông tay. Khương tiểu thư, cô thấy sao? Ta... ngươi... ta là huyện lệnh thật mà. Không biết tại sao tất cả chứng cứ đều chạy về phía hắn. Đại đương gia, đừng quậy nữa. Giả danh huyện lệnh là phải chết đấy. Lời này đúng là thành khẩn. Khương tiểu thư, toàn là thứ gì thế không biết? Ta là huyện lệnh thật. Ta là thật mà. Ngươi được rồi. Chuyện hôm nay cứ thế đi. Đưa xuống đi. Ta là huyện lệnh thật mà. Ta là huyện lệnh thật mà. Ta là huyện lệnh thật mà. Đi.